Giác nhọn ABC nội tiếp đường. Đường tròn nha mọi người. Nội tiếp đường. Đường tròn. Đó. Tâm tâm O. ABC. AB nhỏ hơn A. AC. Và AH là đường. Đường cao. A B C. AH là đường. Đường cao. Đường cao là phải vuông góc với cạnh đối, đối diện. Vuông góc. Được chưa? Rồi, tiếp theo nè. EF lần lượt là hình chiếu của H lên AB. Hình chiếu là vuông, vuông góc. E nè. E nè. Đó, hình chiếu là vuông góc nè. F nè. Đó, F. Được chưa? Rồi, chứng minh A, E, H, F. A, E, H, F nội tiếp đường tròn. Câu A ok nha mọi người. Câu A rất dễ đúng không ạ? A, E, H, F nội tiếp đường đường tròn. Thì ta thấy góc này góc gì à? Vuông. Góc này là góc gì à? Vuông. Hai góc này có hiện tượng gì à? Đổi nhau nên cộng lại bằng 1. 180. Vậy ta xét tứ giác. Xét tứ giác A, E, H, F. Ta có thứ nhất đó là gì à? Đó là A, E, H. A, E, H bằng 90 độ. Giả thuyết. Tiếp tục A, F, H. A, F, H bằng 90 độ. Lý do. Giả thuyết. Từ đó suy ra điều gì à? Suy ra A, hai góc này cộng lại bằng 100, 108. Cẩn thận nha, coi chừng các bạn bị lẫn lộn cái trường hợp hai góc đối cộng lại bằng 108 và hai góc kề bằng nhau nha mọi người. Được chưa? Suy ra tứ giác A, E, H, F nội tiếp đường đường tròn. Lý do tứ giác có hai đỉnh đối đối diện bù nhau. Ok chỗ này chưa mọi người? Mọi người ơi, mọi người trong quá trình giảng có chỗ nào bị sai, có chỗ nào bị thiếu, các bạn cố gắng comment giúp Lợi để Lợi khắc phục những đoạn clip sau trở nên hay và ý nghĩa hơn nha mọi người. Mọi người ơi hãy like, share, chia sẻ giúp Lợi nha mọi người. Cảm ơn mọi người rất nhiều nha mọi người ơi. Rồi, tiếp tục hành trình nha. Câu A các bạn ok chưa mọi người? Câu A các bạn ok chưa ạ? Em cũng hay bị lộn giữa kề và đối. Đúng rồi, có nhiều bạn là bị lẫn lộn giữa kề và đối đó mọi người. Được chưa? Có nhiều bạn bị lẫn lộn đó, nên các bạn cố gắng, các bạn rèn tập trung giúp Lợi nha. Các bạn cẩn thận, các bạn ghi sai cái đó là coi như đồng nghĩa các bạn sai câu A là coi như bó tay luôn á. Cái câu A là câu dễ nhất mà các bạn giải còn bị sai nữa là bó tay luôn á. Rồi, mọi người ơi, ai muốn hỏi gì các bạn gỡ ghề qua giúp Lợi qua cái thông tin Lợi ghim nha mọi người. Rồi, tiếp tục nha. Ok, cảm ơn mọi người nha. Mọi người ơi, mọi người rảnh tay hãy like, share, chia sẻ, tag bạn bè vào đây giúp Lợi đi à. Rồi, chứng minh nè. Câu 2 nè. Chứng minh AE nhân BC. AE đâu ạ? À? AE nhân BC bằng AF nhân AC. Quá dễ đúng không ạ? À? Câu này quá dễ đúng không ạ? À? Rồi, các bạn nhìn nè. Câu B. Chứng minh AE nhân AB bằng AF nhân AC. Khi các bạn gặp cái tích này bằng cái tích này thì các bạn nghĩ ngay đó là hai tam giác đồng dạng. Được chưa? Cách thứ nhất đó là hai tam giác đồng dạng. Cách thứ hai đó là các bạn dùng hệ thức lượng trong tam giác vuông. Cách thứ ba đó là các bạn dùng tính chất bắc cầu. Ý nói là các bạn chứng minh cái tam giác đồng dạng này bằng với tam giác đồng dạng thứ hai, rồi tam giác là thứ hai đồng dạng với tam giác thứ ba, sau đó tam giác thứ nhất sẽ đồng dạng với tam giác thứ ba nha mọi người. Thì các bạn nhìn vào nè. AE nhân AB có phải nằm trong tam giác ABH vuông không ạ? À? Đường này là đường cao. Vậy vuông bình sẽ bằng chiếu nhân huyền. Tương tự AF nhân AC có phải nằm trong tam giác AHC và đường này là đường cao mà. Vậy vuông bình cũng bằng chiếu nhân huyền. Suy ra hai thằng đó bằng nhau. Vậy ta xét cái tam giác AHB. AHB vuông tại H có HE là đường cao. Ok chưa? Vậy từ đó mình sẽ có gì à? Vuông bình
Vậy là AH bình sẽ bằng chiếu nhân nhân huyền. Được chưa? Đây là hệ thức lượng trong tam giác vuông. Đánh số 1. Tương tự xét cái tam giác AHC. AHC vuông tại tại H. Có HF là đường đường cao. Suy ra vuông bình bằng chiếu nhân huyền. Vậy AH bình cũng bằng AF nhân AC. Hệ thức lượng đẳng số 2. Từ 1 và 2 suy ra đây bằng đây mà đây cũng bằng đây. Vậy suy ra AE nhân AB bằng AF nhân AC. Đều phải chứng minh. Ok mọi người, mọi người ơi, mọi người thấy ok không ạ? Trong quá trình giảng có chỗ nào bị sai, có chỗ nào bị thiếu, các bạn cố gắng comment giúp lại để là khắc phục những đoạn clip sau trở nên hay và ý nghĩa hơn nha mọi người. Cảm ơn mọi người rất nhiều, cảm ơn mọi người rất nhiều mọi người ơi. Mọi người hãy chia sẻ giúp lại đi ạ. Mọi người ơi, mọi người chia sẻ giúp lại để giúp cho lại được 100.000 follow sớm nhất nha mọi người. Cảm ơn mọi người. Ai muốn hỏi gì các bạn kết bạn giúp lại qua cái thông tin lại riêng nha mọi người. Rồi, cảm ơn mọi người nha, cảm ơn bạn Khánh An nha, cảm ơn bạn Khánh An nha, bạn Khánh An. À, lỡ nói trước nha, câu nào là biết làm là sẽ hướng dẫn cho bạn, cho tất cả các bạn, còn câu nào chưa biết làm thì lỡ sẽ để qua buổi live sau nha các bạn, tại vì các bạn gỡ đề liền lỡ sẽ không có khả năng nào mà suy nghĩ kịp đâu, các bạn thông cảm một chút xíu, lỡ là người thường nha chứ không phải là lỡ không có giỏi đâu nha mọi người, lỡ chỉ giải quyết những cái câu cơ bản và những cái câu nào mà khó một chút xíu thôi, chứ còn những cái câu nâng cao lỡ là bó tay đó, hoặc là lỡ phải suy nghĩ lâu lắm nha mọi người. Rồi tập trung tiếp tục câu tiếp theo nè, ai muốn hỏi gì các bạn gỡ qua giúp lỡ cái câu đó đi ạ. Rồi chứng minh kẻ AD, kẻ AD, kẻ dây AD vuông góc với lại EF. AD, đó AD. Kẻ AD vuông góc với lại EF. Đây vuông góc với EF. AD vuông góc với EF. Rồi, chứng minh AOD thẳng hàng. Đó, chứng minh ba cái điểm này thẳng hàng. Chứng minh ba cái điểm này thẳng hàng. Bạn nào biết chứng minh ba điểm này thẳng hàng comment giúp lỡ đi ạ. Bạn nào biết chứng minh ba điểm này thẳng hàng comment giúp lỡ liền đi mọi người. Comment giúp lỡ liền nha. Ai biết chứng minh ba điểm này thẳng hàng comment giúp lỡ liền, được chưa ạ? Đó. Ai biết chứng minh ba điểm này thẳng hàng ạ? À? Mình nháp nha. Mình ghi chữ nháp để cho các bạn thấy nha, nháp là chứng minh A D O thẳng hàng đó. A D O thẳng hàng. Ai biết chứng minh comment giúp lỡ đi ạ. À? Comment giúp lỡ đi ạ. À. Ai biết chứng minh comment giúp lỡ liền. Ai biết chứng minh comment giúp lỡ đi ạ. À. Ai biết chứng minh không ạ? À? Ai biết chứng minh ba điểm này thẳng hàng không ạ? À? Chứng minh thẳng hàng thì chứng minh sao ạ? À? Chứng minh thẳng hàng có rất nhiều cách nha các bạn. Cách thứ nhất nè, để lỡ mình tổng hợp hết tất cả các dạng chứng minh thẳng hàng cho tất cả các bạn hình dung nha. Muốn chứng minh thẳng hàng có nhiều cách nha các bạn. Rất rất nhiều cách, lỡ nói thiệt. Rất rất nhiều cách nha. Đó, muốn chứng minh thẳng hàng nha, mình sẽ liệt kê những cái cách cơ bản nè, các bạn nhớ giúp lợi nè. Đây, muốn chứng minh ba điểm thẳng hàng thì có những cách sau đây. Cách thứ nhất, đây. A B C. Rồi, đó, cách thứ nhất đó là chứng minh cái góc A B C này là góc 180 độ hay còn gọi là góc bẹt, được chưa? Cách thứ hai đó là các bạn chứng minh rằng hai cái góc này bằng nhau. Đó, góc A1 bằng A2 thì đồng nghĩa cái đường này nè chính là đường thẳng. Cách thứ ba đó là chứng minh, cách thứ ba để mình giải quyết cho thằng này nè, chứng minh góc này vuông. Rồi, đó, được chưa? Cách thứ tư đó là hai đường thẳng cùng vuông góc với đường thẳng thứ hai, đường thẳng nè cùng vuông góc với đường thẳng thứ ba, hai đường thẳng nè, đường thứ nhất nè, đường thứ hai nè cùng vuông góc với đường thẳng thứ ba và cách nhau tại tại một điểm thì suy ra thẳng hàng.
cách thứ tư đó là hai đường thẳng nè cùng song song với đường thẳng thứ ba, hai đường thẳng cùng song song với đường thẳng thứ ba và có một điểm chung thì suy ra thẳng hàng. Hoặc cách thứ năm ha, giao điểm của ba đường gì ạ? Ba đường chung trực đó, giao điểm của ba đường chung trực, đúng rồi, giao điểm của ba đường chung trực cũng được, hoặc là chứng minh giao điểm của ba đường chung trực nha, ba đường chung trực để mình ký hiệu đàng hoàng để các bạn không hiểu. Rồi tiếp tục, hoặc chứng minh h là trực tầm là giao điểm của ba đường cao đó, ba đường cao, vân vân và vân vân, rất 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 nhiều cách, tùy vào cái đề bài của mình cho như thế nào để các bạn phải chứng minh như thế nào cho phù hợp nha mọi người, được chưa? Mọi người ơi, mọi người thấy hay hãy like, share, chia sẻ, tag bạn bè vào đây giúp lợi được 100.000 follow sớm nhất nha mọi người. Cảm ơn mọi người rất nhiều, mọi người ơi, mọi người chia sẻ giúp lợi đi ạ. Ok chưa? Rồi bạn nào chứng minh giúp lợi cái bài này chứng minh như thế nào ạ? Bài này chứng minh A, D, O thẳng hàng, bạn nào chứng minh bằng cách nào à? Comment giúp lỡ đi à. Bạn nào chứng minh VS đi lỡ ơi, bạn Phúc Duy ơi, bạn muốn VS các bạn hãy gửi giúp lỡ qua cái thông tin lỡ ghim đi bạn. Qua cái thông tin lỡ ghim đi, các bạn muốn hỏi gì các bạn cố gắng mấy bạn gửi qua cái thông tin lỡ ghim nha. Chứ mấy bạn đừng có hỏi lung tung nha mọi người. Hỏi mà mấy bạn không có đề thì lỡ cũng không có giải quyết được đâu nha mọi người. Các bạn cố gắng gửi qua cái thông tin lỡ ghim đi. Em giải. Rồi bạn nào biết chứng minh comment giúp lợi đi à. Bạn nào biết chứng minh comment giúp lợi liền đi mọi người. Ai biết chứng minh comment giúp lợi. Ai biết chứng minh comment giúp lợi đi à. Ai biết chứng minh comment giúp lợi đi à. Rồi bây giờ mình chốt lại nè. Ai chứng minh được 3 điểm này thẳng hàng. Ai chứng minh được comment số 1. Ai chứng minh không được comment số 2 giúp lợi đi à. Ai chứng minh được comment số 1. Ai không chứng minh được lỡ đặt O đường kính OA. Lỡ đặt đường kính OA cắt HF. Ai chứng minh được comment giúp lợi số 1 đi mọi người. Ai chứng minh được comment số 1 giúp lợi. Ai chứng minh được comment số 1. Ai không chứng minh được comment số 2 giúp lợi đi mọi người. Mọi người ơi, mọi người cố gắng like, share, chia sẻ, tag bạn bè vào đây giúp lợi nha mọi người. Ai muốn hỏi gì các bạn kết bạn giúp lợi qua cái thông tin lợi ghim nha. Mọi người ơi, mọi người cố gắng tương tác giúp lợi đi ạ. Cố gắng tương tác giúp lợi đi ạ. Ai chứng minh được comment số 1, ai chứng minh không được comment số 2 giúp lợi đi ạ. Bạn Khánh An ơi, bạn biết chứng minh rồi, bạn hỏi chi nữa để bạn Khánh An. Ai chứng minh được comment giúp lợi đi mọi người ơi. Ai chứng minh được comment số 1. Kẻ tiếp tuyến à. Nói chung là ở đây các bạn có rất nhiều cách nha. Bây giờ mình sẽ sử dụng một cách cơ bản nè. Em không chắc. Ok, vậy mình sẽ dùng một cái cách của lợi nha. Đây là cách của lợi nha. Các bạn chốt giúp lợi. Đây là cách của lợi nha. Các bạn tập trung nha. Đây là cách của lợi nha. Đó, cách của lợi nè. Đây là cách của lợi nha mọi người. Các bạn tập trung nha. Đây là cách của lợi nha mọi người. Đây là cách của lợi nha. Lợi nói. Đây là cách của lợi nha mọi người. Đây là cách của lợi nha. Các bạn nghe kỹ chưa? Đây là cách của lợi nha. Nên các bạn thông cảm một chút xíu nha. Rồi, câu 3 nè. Chứng minh A, D, O thẳng hàng. Thì các bạn thấy góc này là góc vuông chưa? Giờ các bạn chỉ cần chứng minh góc này là góc vuông chấm hỏi. Được chưa? Vậy muốn chứng minh góc vuông nè, là kẻ thêm một cái đoạn nè. Đoạn này vuông với lại đây. Đó, đây, đoạn này chữ L, được chưa? Vuông góc. Rồi, vậy ta kẻ nè, kẻ OL vuông góc với lại AC. Chốt chỗ này chưa? Rồi, vậy các bạn chỉ cần chứng minh tứ giác. Chứng minh à, cần chứng minh tứ giác OLFD nội tiếp đường tròn. Đó, nội tiếp đường tròn thì đồng nghĩa góc này góc vuông thì góc này là góc gì à? Góc vuông, được chưa? Hai góc đối đỉnh. Chốt chưa? Thì góc này góc vuông, góc này cũng là góc vuông. Vậy suy ra góc này là góc gì à? Góc bẹt thì ba điểm này thẳng hàng. Được chưa? Vậy các bạn phải chứng minh được hàng này là tứ giác nội tiếp đường tròn. Thì ta chứng minh như sau các bạn.
ta xét hai tam giác nè, A, F, E. Xét tam giác A, F, E và tam giác A, B, C. A, B, C. Ta có. Thứ nhất, góc A chung. Các bạn cố gắng cái này, các bạn viết ba chữ nha, tùy vào giáo viên nha mọi người. Được chưa? Ok chỗ này chưa? Sau đó các bạn nhớ lại mình đã có gì à? A E nhân A B bằng A F nhân A C. Các bạn thấy chưa? Đây là câu 2 nè. Vậy các bạn giữ lại A F A E nằm trong tam giác này đúng không ạ? A F nằm trong tam giác này đúng không ạ? Chuyển thằng này xuống đây và chuyển thằng này xuống đây. Vậy suy ra A E chia A C bằng A F chia A B. Được chưa? Đây là chứng minh ở câu câu 2. Suy ra hai tam giác này đồng dạng A F E đồng dạng với tam giác A B C. Trường hợp cạnh góc cạnh, hồi xưa lại sẽ ghi là cạnh góc cạnh tỷ lệ nha, còn ở đây bây giờ các bạn ghi cạnh góc cạnh thì các bạn ghi cạnh góc cạnh nha. Suy ra cái góc A F E bằng với góc A B C bằng với A B C. Được chưa? Hai. Đó, góc này bằng góc này, chốt chỗ này chưa? Tiếp tục nè, góc này có phải bằng luôn góc A O L không ạ? Bằng mà. Góc A B C bằng góc A O L. Bởi vì nó đều bằng gì ạ? À? Đều bằng góc A O C chia 2. Góc nội tiếp bằng góc ở tâm chia 2. Bằng góc này chia 2 nè các bạn. Thấy chưa ạ? Đó, bằng góc này chia 2. Đó, bằng góc A O L bằng góc A O C chia 2. Đó, góc nội tiếp bằng góc tâm chia 2. Từ đó suy ra góc A F E bằng A O L. Vậy góc ngoài nè bằng góc đối trong, vậy suy ra tứ giác O L F D nội tiếp đường đường tròn. Lý do tứ giác có góc ngoài bằng góc đối đối trong. Suy ra góc F D O, F D O bằng 90 độ. Lý do vì F L O bằng 90 độ. Hai góc này đối nhau mà góc này bằng 90 thì góc này phải bằng 90. Mà ta cũng có góc AD F cũng bằng 90 độ. Suy ra A D O bằng hai góc này cộng lại bằng F D O cộng A D F bằng 180 độ. Mà góc này bằng 180 độ thì suy ra ba cái điểm đó A D O thẳng hàng. Ok mọi người ơi, mọi người thấy hay hãy like, share, chia sẻ, tag bạn bè và đã giúp lợi. Còn chỗ nào dở thì các bạn cố gắng comment giúp lợi để là khắc phục những đoạn clip sau trở nên